Sau đây là 5 tin đồn về iPhone 13 mà nhiều người có thể đã bỏ lỡ trong thời gian gần đây. Chỉ còn vài tuần nữa, Apple sẽ công bố chính thức dòng iPhone 13. Sản phẩm sẽ có một số nâng cấp đáng kể, bao gồm thiết kế, hiệu suất, camera. Giống như mọi năm, các tin đồn và rò rỉ về chúng xuất hiện liên tục. Để giúp khán giả dễ dàng nắm bắt, trang tin công nghệ MacRumor đã tổng hợp ra 5 tin đồn đáng tin cậy nhất về iPhone 13 mà nhiều người có thể bỏ qua. Các kế hoạch cải tiến sản phẩm của Apple có thể thay đổi trong quá trình phát triển, vì vậy một số tin đồn có thể không chính xác theo kế hoạch hiện tại của hãng. 1. Tùy chọn màu đen mờ và vàng đồng. Theo một số tin đồn hồi tháng 3, Apple đang lên kế hoạch tung thêm tùy chọn màu đen sâu hơn cho iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Tin đồn cho thấy, tùy chọn màu đen Graphite hiện tại sẽ được tinh chỉnh để có tông màu tối hơn, đen hơn. Đồng thời, Apple cũng có thể đang lên kế hoạch cho một tùy chọn màu đồng là phiên bản tinh chỉnh của màu vàng hiện tại. Tin đồn xuất phát từ nguồn tin Marquee Impact. Trước đó, nguồn tin này từng dự đoán chính xác vào tháng 1 năm 2020 về việc dòng iPhone 12 sẽ có tùy chọn màu xanh hải quân mới. Apple thường cập nhật các tùy chọn màu sắc mới cho dòng iPhone hàng năm. Trên hết, do không có thay đổi đáng kể về thiết kế trong loạt iPhone 2021, nên việc cung cấp các phiên bản màu mới hoặc tinh chỉnh có thể là cách công ty giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa iPhone mới và cũ hơn. 2. Lớp phủ chống vân tay cho viền thép không rỉ. Một trong những đặc điểm nổi bật của iPhone 12 là sự trở lại của thiết kế iPhone cạnh phẳng từng có trên iPhone 5S năm 2013. Trên iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, các cạnh là thép không rỉ bền hơn nhưng rất dễ bám dấu vân tay, và Apple đang lên kế hoạch bổ sung một lớp phủ chống dấu vân tay mới cho các cạnh thép không rỉ trên những chiếc iPhone sắp tới. 3. Micro xịn hơn. Theo We Impact, Apple có kế hoạch đưa công nghệ micro beamforming của mình hiện có trong dòng sản phẩm AirPods lên iPhone 13. Công nghệ này sẽ cải thiện chất lượng của micro trên iPhone, hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc gọi và ghi âm. Cùng với đó, khả năng thu âm thanh khi quay video cũng phần nào được nâng cấp. Táo khuyết luôn không ngừng phát triển iPhone, đặc biệt là các phiên bản iPhone Pro cao cấp như một công cụ cho các nhà quay phim chuyên nghiệp. 4. Nam châm MagSafe mạnh hơn. Với iPhone 12, Apple đã giới thiệu MagSafe cho iPhone, mở ra nhiều khả năng gắn các phụ kiện vào mặt sau của thiết bị. Công ty có trụ sở tại Cupertino đã tung nhiều loại ốp lưng, pin cho hệ sinh thái MagSafe. Tuy nhiên, nam châm MagSafe vẫn còn khá yếu. Với iPhone 13, Apple được cho là sẽ tăng cường nam châm MagSafe để làm cho chúng mạnh hơn. Apple dự kiến loại bỏ cổng Lightning khỏi iPhone trong vài năm tới và MagSafe sẽ là giải pháp cho một tương lai không cổng. Để khách hàng ngày càng tin tưởng vào MagSafe, hãng sẽ cần đảm bảo nam châm và công nghệ mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn. 5. Chụp ảnh thiên văn. Trong vài năm qua, Apple đã tích cực đẩy mạnh việc cải thiện chất lượng hình ảnh của iPhone. Năm ngoái, công ty tập trung vào chụp ảnh thiếu sáng với cảm biến LiDAR, ổn định dịch chuyển cảm biến tiên tiến. Năm nay, tá cắn dở cũng đã lên kế hoạch cho dòng iPhone 13, bao gồm ProRes và chế độ quay video chân dung. Ngoài ra, công ty có thể tập trung vào chụp ảnh thiên văn. Tin đồn từ tháng 2 khẳng định iPhone 13 sẽ tự động phát hiện khi người dùng hướng camera lên bầu trời và điều chỉnh độ phơi sáng cũng như các cài đặt khác theo đó. Với việc liên tục cải thiện khả năng chụp ảnh trên iPhone, tin đồn này có vẻ hợp lý, đặc biệt khi hệ thống camera chất có thể là lợi thế lớn của iPhone 13. Và đó cũng chỉ là một vài trong số những tin đồn về iPhone 13. Ngoài ra, những báo cáo mới đây còn khẳng định dòng iPhone mới sẽ có tai thỏ nhỏ hơn, màn hình có tốc độ làm mới lên tới 120Hz. Cùng chờ xem Apple sẽ mang tới những gì bất ngờ cho dòng iPhone 2021. Theo 24giờ.com.vn, Đập Đá TV tổng hợp và đưa tin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free.